Xin chào tất cả mọi người, nhất là những người tuổi Tuất. Đây là video clip anh Ba Tử Vi làm về tử vi của tháng Bính Thìn, tức là tháng 3 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018. Có nhiều người hay hỏi là tháng 3 âm lịch thì nó như thế nào, thì có thể là những cái người ở nước ngoài. Thì em cũng nói luôn là tháng 3 âm lịch thì bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 và kết thúc từ vào ngày 15 tháng 5 dương lịch. Thì tháng 3 sau đây thì em chỉ nói là tháng 3 hoặc là tháng Bính Thìn ha. Đầu tiên hết á, là những người tuổi Tuất á, là năm nay là bị trực thái tuế. Tất cả những người tuổi Tuất thì đều vướng vòng thái tuế hết. Thì và hạn tam tai dần ngõ Tuất, thì tam tai năm nay là tam tai năm nặng. Rồi á, là năm nay lại là năm tuổi rồi lại bị thái tuế, cho nên có thể nói là có bao nhiêu cái mà gọi là xui, có bao nhiêu cái không may mắn của một cái tử vi thì đều vận vào những người tuổi Tuất, mà trong đó nặng nhất vẫn là người Nhâm Tuất và thứ nhì là người Canh Tuất. Thì trải qua hai cái tháng vừa rồi, đó là tháng Dần và tháng Mão, thì tương đối cũng còn dễ dàng đối với những người tuổi Tuất. Tự vì Dần thì có Dần ngõ Tuất tam hợp, mà tháng Dần thì lại là tháng Thủy, nó có nhiều điều tương đối nhẹ nhàng cho người Canh Tuất và người Nhâm Tuất. Rồi là tháng Mão thì dù gì đi nữa thì cũng có lục hợp với lại Mão với lại Tuất thì là lục hợp, cho nên là nó cũng không có nhiều cái tương sinh. Tuy nhiên bước vào cái tháng 3 này, tháng Bính Thìn, thì đây là một cái tháng có thể nói là cực kỳ khó khăn, và khó khăn nhất vẫn là những người tuổi Nhâm Tuất. Tại vì có rất là nhiều điều mà em phải nói, mình phải nói với các em tuổi Nhâm Tuất rằng, như đã nói ở trong cái clip mà chọn đời, thì từ tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 là bốn cái tháng bản mệnh, cái tháng mà hơi bản là đầy những cái xui rủi và bất chắc. Cho nên là từ tháng 3, một cái tháng có thể nói là kinh khủng nhất trong năm nay đối với người tuổi Nhâm Tuất, thì người Nhâm Tuất nên cần cẩn thận. Thì đầu tiên hết á, thì phải xem xét cho những người tuổi Tuất, phải nói đến người tuổi Mậu Tuất. Tức là tiếng sơn chi cẩu, tức là chó ở chân núi á, tức là chó sói á ha. Thì mạng là bình địa mộc. Rồi nam á, thì cung càn hành kim, nữ thì cung ly hành hỏa. Thì do là đây là cái tuổi mà anh Ba Tử Vi mình chưa có làm cái tử vi của năm Mậu Tuất 2018 cho cái tuổi này, cho nên là mình sẽ nói sơ lại cái vận mệnh, cái tử vi sơ khởi của một cái năm đối với người tuổi Mậu Tuất. Sau đó thì em mới vận vào cái tháng Bính Thìn này đối với các anh các chị tuổi Mậu Tuất. Đầu tiên hết, nam mạng của tuổi Mậu Tuất á, thì mạng thì bình địa mộc thôi, gặp năm là bình địa mộc là năm tốt. Sao á, thì lại là sao kế đô. Người ta nói nam dính sao kế đô thì không xô cũng ngã, cho nên người ta nói là bệnh nạn và tai tiếng. Hạn là địa võng nhiều âu lo. Vận niên thì rất là được may mắn, là dê về suối, tức là dương hồi ngạn, một vận niên khá tốt. Thiên can thì mậu gặp mậu cùng hàng, thổ thuận lợi công việc, dễ hanh thông. Địa chi tuất gặp tuất là tam tai, năm tuổi gia đạo bất an sinh chuyện thị phi. Đây là năm Mậu Tuất luôn, cho nên là các anh có thể nói là người ta nói là năm đối với nam mạng rất là yếu về bổn mạng. Rồi nữ mạng thì cũng là bình địa mộc, nhưng mà nữ mạng thì may mắn gặp sao thái dương, một cái sao, một cái tinh quân, đó là gọi là may mắn, danh lộc tốt. Hạn thì cũng là địa võng nhiều âu lo. Vận niên thì là dương hồi ngạn về suối, cũng như tất cả mọi thứ còn lại thì giống nhau, chỉ có khác nhau là cái sao thái dương thôi. Như vậy thì nếu mà nói là tốt thì cái sao thái dương này cũng chưa chắc là tốt hẳn đối với người người Mậu Tuất nữ mạng. Tại sao? Sao thái dương là thuộc hành hỏa, còn là bình địa mộc thì là hành mộc, hỏa nó lại đốt mộc, cho nên là rất là có nhiều cái điều mà không có tốt lành ha. Bổn mạng nó cũng có suy yếu, không thua gì nam mạng đứng sau cái đô. Cho nên phải nói là năm nay dù là năm bình địa mộc, có năm mộc cùng hàng luôn, nhưng mà rõ ràng là một cái năm mà người ta nói năm bản lề, năm 61 tuổi á, thì có nhiều điều mà mọi người phải cần cẩn thận. Rồi á, là như vậy á,
vận vào cái tháng Bính Thìn đối với những cái người có cái bổn mạng, có cái năm tam tai, rồi có những cái vận niên thiên can như thế này. Thì đối với cái tháng Bính Thìn thì là một tháng thổ, các anh các chị là mệnh mộc, gặp tháng thổ là mộc khắc thổ, bản mệnh khắc tháng, cần phòng bệnh, bổn mạng khó khăn, không có dễ gì mà đơn giản ha. Tại vì dù sao đi nữa là mộc khắc tháng, mộc khắc thổ thì là mình bổn mạng khắc tháng, thì có bây giờ có mình khắc nó hay nó khắc mình đi nữa thì gọi là xung khắc với nhau thì rõ ràng nó cũng không có đem gì thuận lợi đâu. Có thể là bệnh nạn, nhưng mà có thể là mình bệnh nạn nhưng mình vượt qua được. Thiên can á, mậu với bính xét về tử vi thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên mà xét về mặt nạp âm ngũ hành á, mậu của mà các anh á là thuộc hành, các anh các chị thuộc hành thổ, bính thì thuộc hành hỏa. Như vậy là xét về nạp âm ngũ hành á thì là thiên can vẫn được bính hỏa tương sinh do mậu là thổ, cho nên là công việc sẽ suôn sẻ, có được cái sự thoải mái trong công việc. Địa chi á, thìn tuất gặp thìn là thuộc nhóm lục xung. Lục xung là mô tả cái sự đối chọi, chống đối nhau, cho nên gia đạo mọi việc rất dễ sinh bất ổn. Như vậy là có ba cái để xét là các anh các chị có cái tháng suôn sẻ hay không. Thì các anh các chị có hai cái là một bị tương khắc, rồi mạng là mình khắc nó, thấy không? Đặc biệt là địa chi là bị lục xung. Như vậy mà địa chi mà bị lục xung thì các anh các chị cũng biết là nó sẽ đem lại nhiều điều rất là khó khăn ở trong cái năm mà tam tai. Vốn dĩ năm nay đã không tốt cho cả các anh lẫn các chị tuổi Mậu Tuất rồi, bây giờ lại rơi vào một cái tháng gọi là lục xung nữa. Thì nếu là các anh các chị thì em nên gọi là ăn phần thủ thường, chưa gọi là đủ đâu, mình phải nhịn nhục luôn á để cho mọi chuyện nó qua đi một cách tốt đẹp ha. Năm nay anh chị 60 rồi, thì nếu như các chị thì cũng đã về hưu, các anh thì vẫn còn là đang phải đi làm, thì đang ở cái giai đoạn là chờ về hưu rồi, cho nên là thôi đừng có bon chen ha, ngồi im một chỗ là vẫn là tốt nhất. Tiếp theo là người tuổi Canh Tuất. Canh Tuất là tự quan chi cẩu, em hay nói rồi ha, con chó canh cổng chùa. Mệnh là Thoa Xính Kim, người ta còn gọi là vàng trang sức đó. Thì là các anh các chị này thì em đã làm cái tử vi của năm Mậu Tuất đối với tuổi của các anh các chị rồi. Chỉ nhắc lại chút xíu là dù các anh gặp sao Thái Bạch hao tài rối ren, nhưng mà các chị gặp sao Thái Âm may mắn danh lộc tốt cũng còn đỡ. Tuy là xét về tổng thể thì rõ ràng là các anh các chị cũng có được cái nhiều cái điều thuận lợi ở trong những cái thiên can nè, cái thiên can của anh chị nè, canh thuộc kim, mậu thuộc thổ, cho nên là năm là thổ nó vẫn sinh kim, nó vẫn tương sinh về thiên can, cho nên công việc nó vẫn tương đối không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đặc biệt người tuổi Canh Tuất là ở trong cái giai đoạn là cuối của đại hạn, cho nên là phải cần cẩn thận nhiều điều. Đặc biệt đó là các người Canh Tuất này thì năm trước thì nó còn đỡ, nhưng mà 24-25 là người tuổi Canh Tuất là do có tu, cho nên là thường là bị tiền tam tai. Thường là 24-25-26 thì 24-25 là bị nhiều nhất, 26-27 là chỉ có ảnh hưởng thôi, cho nên 28 hy vọng rằng là mình đã bị trước rồi, giờ vô giai đoạn cuối nó sẽ đỡ đi, nhẹ nhàng đi. Thì tháng Bính Thìn đối với tuổi của các anh các chị như đã làm ở trong cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Mậu Tuất đối với tuổi người tuổi Canh Tuất, nam mạng hay nữ mạng, thì được như thầy, mạng là thổ, tháng Bính Thìn là thổ, tương sinh mạng kim của các anh, bổn mạng tốt. Bổn mệnh được tương sinh thì các tinh quân tốt trong tử vi của mình nó sẽ được hưởng lợi. Em cũng đã phân tích ở trong cái video clip kia chờ rồi. Thiên can thì không có may mắn như vậy. Chữ bính của Bính Thìn nó khắc chữ canh. Như là gì là tháng khắc thiên can, cho nên là công việc dễ gặp điều không tốt, tốn tài mà dễ lâm vào bế tắc và xảy ra nhiều điều mà nó không có tốt lành.
địa chi lại gặp Thìn với Tuất, cũng giống như người mẫu Tuất thì cũng là Lục Xung ha, mà em đã giải thích ở trên là đối chọi nhau dữ lắm, mà Lục Xung thì nó sẽ sanh ra nhiều điều rầy rà, gặp Thiên Can thì bị tương khắc, thì rõ ràng là nó không có tốt lành từ gia đạo cho đến công việc, chỉ có bổn mạng là tốt thôi. Hy vọng rằng với cái sự tương sinh của bổn mạng, các sao ở trong mệnh của mình ở trong năm nay, các tinh quân tốt sẽ được cái tương trợ và có được cái nhiều cái điều may mắn cho các anh để vượt qua cái tháng mà xung khắc cả về thiên can và lẫn địa chi. Gia đạo thì các anh phải nên cẩn thận nhiều, công việc thì phải nhớ nhìn trước ngó sau chứ không là tổn tài như chơi ha. Rồi tiếp theo của người tuổi Tuất đó là Nhâm Tuất. Thì Nhâm Tuất thì mình cũng đã làm luôn cái tử vi cho cả nam lẫn nữ rồi, thì đã nói luôn rồi, sao là nam La Hầu nữ Kế Đô thì mọi điều năm nay thì nói chung là đều xấu với người tuổi Nhâm Tuất. Lý do tại sao đúng không? Sao nam La Hầu nữ Kế Đô, hạn thì Tam Kheo, một người nam là Tam Kheo xây sát tay chân, nữ là Thiên Tinh rối rắm tranh chấp, vận niên Cẩu Cuồng Phong, cả hai là Cẩu Cuồng Phong. Thiên Can chữ Mậu nó khắc chữ Nhâm, chữ Mậu của Mậu Tuất nó khắc chữ Nhâm, tương xung bất an, công việc xấu, gặp nhiều điều không hay. Địa chi Tuất Tuất là năm tuổi, năm sinh tháng tuổi, rồi là gặp tan tai nữa, đúng không? Rồi năm nay là bị trực thái tuế nữa, bị là như thái tuế chiếu thẳng vô mặt luôn, cho nên hỏi tại sao là mình không xui, mình xui coi như là xui thì nó người ta tính tại sao cái tuổi mình xui là người ta cũng tính từ những cái này ra để mà người ta có những cái kết luận là số mình rơi vào cái năm xấu ha. Mạng thì tương sinh ha, thủy sinh mộc, tức là mạng của mình đã bị tốn sức đi nữa, đại hải thủy mà có tốn nhiều nước thì nữa thì cũng chết chứ bộ, chứ đâu phải đơn giản, cho nên là cẩn thận. Thì với những cái gì mà các em đã cảm nhận sự khó khăn từ đầu năm đến bây giờ, thì các em sinh năm 1982 Nhâm Tuất này á, gặp tháng Bính Thìn là như sau, tử vi như sau: tháng là tháng Bính Thìn là tháng thổ, các em mệnh thủy, thổ khắc thủy, tháng khắc bản mệnh, cẩn thận sức khỏe và bổn mạng, đề phòng tai nạn, không nên đi xa ha, và di chuyển ở những cái vùng mà đèo cao dốc đứng ha, cẩn thận. Thiên Can chữ Nhâm nó khắc chữ Bính, Thiên Can tương khắc tháng ha, xấu công việc, dễ gặp chống phá, cẩn thận tiểu nhân đâm sau lưng ha, Thiên Can cũng khắc luôn. Rồi địa chi Thìn Tuất thuộc nhóm Lục Xung, mô tả sự đối chọi chống đối lẫn nhau, gia đạo rất dễ sinh bất ổn. Như vậy có ba cái mà để xét về tử vi của một tháng, tử vi của một giai đoạn nào đó có tốt với mình hay không, thì cả ba các em tuổi Nhâm Tuất đều phải bị hết ha. Mạng thổ khắc thủy, Thiên Can Nhâm khắc Bính, địa chi Tuất với Thìn là Lục Xung, rõ ràng là có những cái gì xấu xa nhất thì nó đã tập trung ở trong này. Năm nay cả về các năm, cả về cái sao hạn trong năm như thế nào đó thì anh đã phân tích ở cái những cái video về tử vi cả năm, thì các em không có cái gì là may mắn. Báo hiệu như hồi nãy giờ anh cũng nêu lại sơ sơ thì không may mắn rồi, gặp cái khúc này nó khuỵt xuống vậy một nước nữa, thì nếu là các em thì anh đặc biệt cẩn thận cái tháng 3 từ gia đạo bổn mạng cho đến tất cả mọi thứ. Nếu như mà có anh có xem một cái số video của các cái trang tử vi trên YouTube khác thì họ nói rằng là các tuổi mà trúng số năm nay là đầu tiên phải là người tuổi Tuất, thì anh cũng không biết họ lấy được thông tin ở đâu, nhưng rõ ràng là người Nhâm Tuất với những gì anh nghiên cứu được và những gì anh tổng hợp được thì rõ ràng họ đang rất là xui, rất là không may ha. Và các em rơi vào cái tháng 3 này thì đặc biệt các em nên cẩn thận thị uy tai tiếng đồ này kia, rất là dễ tai bay vào gió, nhiều khi xui rủi đi ra chai me rụng trúng đầu rụng lỗ đầu ha. Người năm xui tháng hạn không ai nói trước được điều gì cả, cho nên là các em thì anh cực kỳ cẩn thận. Tiếp theo của người tuổi Tuất là người tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994. Giáp Tuất chữ Giáp cũng tương đối mạnh mẽ. Thì Giáp Tuất đó là thủ thân chi cẩu, tức là chó mà giữ nhà, giữ thân giữ mình đó, cho nên là bản thân của người Giáp Tuất
tuy là mệnh hỏa nhưng mà cũng khá là nhẹ nhàng, tự khá trượng nghĩa chứ không có sôi nổi quá bốc đồng. Thì do chưa làm cái tử vi cả năm cho nên mình sẽ phân tích lại sơ sơ. Mạng á, của người này là mạng hỏa thì đã nói rồi. Nam mạng á, thì năm nay gặp sao kế đô, người ta gọi là kế đô không xô cũng ngã đối với nam ha, rối rắm nạn bay. Rồi địa hạn thì địa võng nhiều âu lo, vận niên là dương hồi ngạn. Ok, thiên can giáp khắc mậu, tháng khắc thiên can công việc không suôn sẻ. Thiên can khắc năm, cho nên là công việc không suôn sẻ. Địa chi tuất gặp tuất là tam tai năm tuổi, gia đạo bất an thị phi. Nữ mạng thì cũng là sơn đầu hỏa, sao gặp sao thái dương thì may mắn danh lộc tốt. Hạn cũng như y chang của các bạn nam ha, giáp khắc mậu, thiên can giáp khắc mậu là thiên can khắc tháng khắc năm thì công việc không suôn sẻ, dễ sinh buồn phiền thị phi. Địa chi tuất tuất tam tai năm tuổi, gia đạo bất an thị phi luôn. Như vậy thì xét là năm nay với những cái gì thể hiện bổn mạng, sao mạng, vận niên, thiên can địa chi thì rõ ràng nam mạng của giáp tuất xấu hơn nữ mạng. Lý do tại sao? Kế đô là một tinh quân xấu, trước hết là kế đô là tinh quân xấu, nó có xấu cho nữ nhưng mà nam thì nó hay gây ra bệnh hoạn. Rồi thiên can á, chữ giáp khắc chữ mậu, dù là mình khắc nó hay là nó khắc mình đi nữa thì chắc chắn công việc nó cũng không có được suôn sẻ, có nhiều điều bất ổn. Địa chi thì khỏi nói rồi, như đã phân tích từ đầu, các người tuổi tức thì bị trực thái tuế tam tai năm nặng mọi thứ, nhưng nữ thì gặp sao thái dương. Sao thái dương này là một cái tinh quân tốt, đem lại may mắn danh lộc tốt, mà sao thái dương thì cũng không đến nỗi nào. Sao thái dương này là thuộc hành hỏa sẽ tốt cho người mệnh hỏa, nhưng mà nếu mà nam là sao kế đô nó thuộc hành kim, đối với người hỏa là hỏa khắc kim nữa, cho nên nó là nam ngay cả bản mệnh và sao đã có tương khắc, cho nên là cũng sẽ không khó khăn. Vận vào cái những cái tử vi của giáp tuất thì vận vào cái tháng bính thìn là như sau. Tháng bính thìn là tháng thổ, mạng của các em là hỏa, hỏa sinh thổ, bản mệnh sinh xuất, sức khỏe suy yếu cẩn trọng. Thiên can giáp là hành mộc, bính là hành hỏa, thì giáp bính xét về tử vi là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, công việc tương đối dễ dàng. Tuy nhiên cái chữ giáp là mộc, bính là hỏa, cho nên có thể nói là thiên can sinh xuất, công việc dễ sinh hao tài nhưng không quá to lớn. Ok, địa chi thì cũng như các tuổi tức trên ha, thìn gặp tuất là lục xung, lục xung là mô tả sự đối chọi nhau, cho nên là gia đạo sẽ có xào xáo trục chặt, đâm ra những cái chuyện buồn phiền, cho nên là các em nam tuổi giáp tuất này nếu mà đã có gia đình thì phải cần cẩn thận, còn có người yêu thì thôi nên nhịn nó đi chứ để không là có chuyện. Rồi đến cuối cùng hết là bính tuất, người tuổi bính tuất, bính tuất là tự miên chi cẩu, tức là chó đang ngủ, chó mà đang thưởng thức đang ngủ, cho nên là cũng ngon ha. Có mệnh là ốc thượng thổ, do sinh là 2006 là nhà tuổi nhỏ, mà tuổi lớn là 1946, thì năm nay do là hai cái tuổi này thì một là còn đang đi học nhỏ, hai là gọi là về phường đang chờ được đi xuất ngoại diện đoàn tụ ông bà, cho nên là em chưa có làm tử vi của cái này thì em cho phân tích cái tử vi của cái năm nay đối với những người tuổi bính tuất. Thì các bác tuổi bính tuất là sao năm nay là thuộc một cái sao la hầu, ốm đau rối rắm, một cái sao, một cái tinh quân không tốt, có thể nói là xấu nhất dành cho nam. Hạn là tam kheo say sát tây chinh chảy máu, vận niên thì cẩu cuồng phong, tức là chó dại xấu. Thiên can bính mậu, bình thường ngũ hành tương sinh, thì ngũ hành là bính là hỏa, mậu là thổ, cho nên là tương sinh, cuộc sống ổn định. Địa chi tức tức là tam tai năm tuổi, gia đạo bất an sinh chuyện. Nữ mạng của người bính tức là sao gặp sao kế đô, hao tốn đau ốm,
Hạn thì thiên tinh rối rắm chăm chấp, vận niên cũng cẩu cuồng phong, thiên can thì y chang với lại các người nam mạng. Như vậy thì rõ ràng là với năm nay là năm mộc, là mộc khắc thổ rồi, là bổn mạng đã bị tương khắc, gặp sao la hầu ốm đau rối rắm, thì nam mạng của Bính Tuất rõ ràng là một điều không tốt, gặp những cái chuyện có vẻ là không có được vui vẻ. Mà nữ của Bính Tuất cũng thế thôi, tự dướng sao kia đô. Cho nên mà nói mà các bác lớn tuổi thì nên cẩn thận về mặt sức khỏe thật nhiều trong trong cái năm năm này, năm Mậu Tuất này, đối với cái người tuổi Bính Tuất. Còn các em mà tuổi 206 này, 206 thì nên cẩn thận về mặt sức khỏe ha. Các em còn nhỏ thì rõ ràng là không cần phải lo toan nhiều thứ, nhưng mà nhớ đi xa cần cẩn trọng ha. Lỡ đi dã ngoại đồ này kia thì cũng phải biết cẩn thận, chứ nếu không sẽ ảnh hưởng tới bổn mạng. Năm nay bổn hạn thì của người Bính Tuất rất suy, dễ dàng hao tổn, cho nên là cần cẩn thận. Thì vận vào tháng Bính Thìn này á, thì mạng thì Bính Thìn là thổ, người tuổi Bính Tuất cũng là thổ luôn, cho nên là cùng hàng, mạng là cùng hàng thổ, bản mệnh sức khỏe ổn, bệnh cũng có thể dễ dàng vượt qua. Thiên can á, chữ Bính thuộc hành hỏa, hai người Bính Thìn với Bính Tuất là cùng chữ Bính, cho nên là đồng hành hỏa, cuộc sống nhẹ nhàng không có khó khăn. Tuy nhiên Thìn Tuất là lục xung ha, cho nên là cũng sẽ đem lại một gì đó buồn phiền về gia đạo. Có thể người tuổi lớn tuổi thì có thể là buồn lòng về con cái, hoặc là nhớ nhung con cái gì đó đi xa lâu ngày không gặp. Nhưng mà với các cháu mà nhỏ tuổi Bính Tuất thì các cháu nhỏ hãy xem chừng cái việc học tập, có thể đem lại cái việc không có vui vẻ. Vốn người tuổi Bính Tuất thì cứ không có nổi trội về học tập, nhưng gọi là khá. Cho nên là tháng mà tháng 3 này là rơi vào tháng 4 rồi, chuẩn bị những cái ngày thi cử đến nơi, cho nên là các em các cháu phải cần cẩn thận học hành cho nó tới nơi chốn. Như vậy trên đây là cái tổng hợp về tử vi của tháng Bính Thìn đối với những người tuổi Tuất mà anh Ba Tử Vi đã tổng hợp mà chia sẻ với mọi người. Hy vọng rằng những người tuổi Tuất có thể ứng dụng cái tử vi của tháng Bính Thìn vào cuộc sống của mình để có một cái cuộc sống hài hòa hơn, tốt đẹp hơn, và vượt qua những khó khăn mà có thể nói là tử vi đem lại. Video đến đây là hết. Rất vui vì mọi người đã chú ý theo dõi. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, nhớ xin bấm đăng ký bên dưới để đón chờ những video về tử vi, phong thủy của tuổi của mình, cũng có thể là người thân của mình. Ai xem thấy hay nhớ bấm like, và đặc biệt là chia sẻ để nhiều người tuổi Tuất được biết mà cái thông tin này, để ứng dụng vào cuộc sống. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.